Tết mãi mặn cùng bếp nhà Quỳnh nha, chắc chắn đây là món đậu phộng da cá dễ nhất mà Quỳnh từng làm luôn. Ai mà chưa làm bao giờ làm lần đầu là thành công y chang Quỳnh luôn nè. Và câu chuyện hôm nay có tên tập thể dục sáng sớm. Sáng sớm ở đây có nghĩa là rất là sớm luôn, lúc mà mọi người còn đang ngủ thì anh Hải tự nhiên đi tập thể dục. Anh Thanh Hải kể anh có thói quen hay tập thể dục buổi sáng, là thường 5-6 giờ sáng là hay chạy bộ. Tối hôm đó anh lỡ uống một ly cà phê, thế là cả đêm trằn trọc ngủ không có được. Anh tỉnh giấc là hơn 3:30 sáng một chút, cứ nằm lăn qua lăn lại hoài mà ngủ không có được, mà trong nhà cũng nóng nữa, thôi cho anh quyết định dậy sớm đi tập thể dục sớm. Vẫn như thường lệ, anh chạy bộ và đeo tai phone để nghe nhạc. Giờ này mọi người vẫn còn đang ngủ cho nên ngoài đường không có ai hết, đèn đường thì cứ le lói. Có lẽ là mãi mê nghe nhạc cho nên anh quên mất là mình đã chạy rất là xa. Đang chạy một hồi thì anh thấy trước mặt mình có hai người đàn ông mặc áo trắng, nhìn có vẻ như là hai ông cụ cũng đang tập thể dục chạy bộ giống như anh. Anh kể khi đó anh chạy cũng khá là nhanh nhưng mà không hiểu sao mà không thể nào đuổi kịp hai người đàn ông đó. Có vẻ hai người đàn ông đó lớn tuổi mà sao chạy nhanh dữ vậy. Chạy một hồi đến một cái ngã rẽ thì anh thấy hai người đàn ông đó quẹo vào cái ngã rẽ đó. Anh cũng chạy theo và quẹo vào cái ngã đó thì anh hết hồn, tại vì đó là đường cục và không thấy hai người đàn ông kia đâu cả. Gió ở đâu thổi tới làm anh nổi cả da gà. Giác quan thứ 6 mách bảo anh rằng hãy chạy thẳng về nhà đi, đừng có quay đầu lại. Khi anh chạy về nhà, tim anh cứ đập thình thịch và anh có cảm giác như ai đang nằm sau lưng mình nhưng mà anh không dám quay đầu lại. Mãi đến khi chạy về đến nhà rồi thì anh mới yên tâm, và từ đó anh Hải không bao giờ tập thể dục vào lúc sáng quá sớm như vậy nữa.